Xin chào tất cả ông bố bà mẹ đến với video tiếp theo của Shop Mẹ Bếp Thì Thảo. Và trong video ngày hôm nay sẽ tiếp tục tại kệ sữa của Shop và Mẹ Bếp Thì Thảo sẽ review về một sản phẩm sữa xịn sò được rất là nhiều ông bố bà mẹ trên thế giới tin dùng và tại thị trường Việt Nam cũng vậy. Đó chính là sữa Aptamil Aten hay còn gọi là Aptamil Organic Đạm A2. Đối với cái sản phẩm Aptamil này thì cái xuất xứ của nó ở đâu, hình dạng của nó cũng như là từ cái cách pha, từ cái ưu nhược điểm của nó thì ngày hôm nay Mẹ Bếp Thì Thảo sẽ phân tích thật kỹ cho ông bố bà mẹ của chúng ta để biết được rằng chúng ta có nên dùng cho con yêu của mình hay không. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cái xuất xứ của dòng sản phẩm này. Sữa Aptamil Aten là dòng sản phẩm được nhập nguyên lon ở bên Úc về thị trường Việt Nam, và đối với sản phẩm này thì thuộc tập đoàn sữa Nutricare, một tập đoàn sữa rất là lớn với bề dày kinh nghiệm về sản xuất sữa và cái sản phẩm dinh dưỡng lên tới 40 năm và được biết đến với rất là nhiều những cái sản phẩm nổi tiếng như Caricare, Aptamil. Đấy, và ngày hôm nay thì Mẹ Bếp Thì Thảo sẽ phân tích thật kỹ về cái dòng sản phẩm này cho ông bố bà mẹ của chúng ta. Mình sẽ nói qua về từng số nhá. Số 1 của nó thì dành cho bé từ 0 đến 6 tháng, số 2 từ 6 đến 12 và số 3 là từ 1 tuổi trở lên. Và đối với dòng sản phẩm Aptamil Aten này, nó được nhập nguyên hộp ở tại thị trường Mỹ Úc về Việt Nam nên trên hộp của nó sẽ có cái tem. Tem này người ta gọi là tem phụ được dán lên trên hộp, và đối với những sản phẩm mà có tem phụ thì chúng ta mới nên dùng bởi vì nó được nhập khẩu chính ngạch và đã được thông quan để đảm bảo rằng đây không phải là hàng trôi, hàng kém chất lượng, hàng như quảng cáo là hàng xách tay. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn một cái lon sữa phù hợp cho bé yêu nhà mình, và chúng ta nên chọn đúng sản phẩm chuẩn để chúng ta dùng cho bé yêu nhá. Thì về hình dạng của nó, chúng ta sẽ thấy này, màu đặc trưng của nó là một màu xanh đậm, xanh lá cây đậm luôn. Sữa Aptamil Aten hình giò sữa Organic này, A2 Protein Milk, tức là đây là dòng sản phẩm sữa đã A2 Organic dành cho bé. Và xung quanh hộp của nó thì hoàn toàn là tiếng Anh. Dưới đáy lon của nó thì sẽ có ngày sản xuất, hạn sử dụng và có một cái mã QR chúng ta luôn. Ở trên nắp thì sẽ có một cái tem tiếng Việt dịch ra để chúng ta biết được cái cách pha, nguồn gốc xuất xứ cũng như là chịu trách nhiệm về sản phẩm này tại thị trường Việt Nam là công ty nào. Đấy, để chúng ta rõ hơn về sản phẩm này thì bây giờ Mẹ Bếp Thì Thảo sẽ review về những cái điểm ưu của nó, tại sao đây là một cái lon sữa đáng dùng, và nếu mà chúng ta có bé nhỏ trong giai đoạn sơ sinh thì chúng ta nên đầu tư lon sữa Aptamil Aten, Aptamil Organic này cho con để giúp cho bé có một cái bước đệm tốt nhất. Thì điểm ưu đầu tiên của dòng sản phẩm Aptamil này đó chính là dòng sản phẩm sữa chuẩn sạch Organic. Chuẩn sạch thì chúng ta sẽ thấy được ở trên lon sữa nó được chứng nhận là Organic luôn. Và khi mà một lon sữa được chứng nhận Organic thì chúng ta sẽ biết được rằng từ cái quy trình, cái nguồn sữa đưa vào, từ tất cả những cái vitamin ở trong sữa nó đều phải đảm bảo Organic, và từ cái quy trình sản xuất của nó cũng rất là nghiêm ngặt, nên chúng ta sẽ yên tâm rằng khi mà bé yêu dùng cái sữa này sẽ chuẩn sạch nhất, không có thuốc trừ sâu, không có kháng sinh trong sữa, không có hormone tăng trưởng, và chuẩn cho bé yêu trong cái giai đoạn đầu đời. Điểm ưu thứ hai của dòng sản phẩm này đó chính là về hệ tiêu hóa của con. Thì khi mà Mẹ Bếp Thì Thảo đọc về cái công thức của sữa Aptamil Aten này, Mẹ Bếp Thì Thảo thấy được rằng ở trong sữa nó chứa lợi khuẩn là Bifidobacterium Prim-16V. Cái tên lợi khuẩn nó hơi dài một chút nhưng chúng ta sẽ hiểu được đây là một loại probiotic và nó kết hợp với đạm A2. Và đối với cái công thức của cái lợi khuẩn và đạm A2 này là công thức độc quyền của dòng sản phẩm sữa Aptamil Aten. Riêng sữa Aptamil Aten này có được cái lợi khuẩn là Bifidobacterium Prim-16V. Và đối với cái lợi khuẩn này thì chúng ta sẽ biết được rằng nó là cái lợi khuẩn có trong sữa mẹ, và nó giúp cho bé tăng cái lợi khuẩn trong đường ruột, nó giúp cho bé hỗ trợ trong cái việc là hấp thụ này, tiêu hóa này, và chắc chắn là khi mà bé có tăng lợi khuẩn trong đường ruột thì cải thiện hết tất cả những cái vấn đề về hệ tiêu hóa của con. Và cái công thức lợi khuẩn này kết hợp với đạm A2 nó sẽ hỗ trợ giúp cho bé hấp thụ tốt. Thì trong những cái video mà Mẹ Bếp Thì Thảo review về đạm A2 như sữa Caricare hay là Bellamy Organic Beta A2 thì chúng ta thấy được rằng đối với sữa công thức thông thường nó sẽ có hai loại đạm A1 và A2, nhưng để mà lấy ra được đạm A2 thì nó sẽ phải khắt khe hơn, giống bò phải là giống bò thuần chủng đạm A2. Và đạm A2 là đạm dễ hấp thụ cho con này, không bị tình trạng đầy hơi này, không bị tình trạng dị ứng này, không bị tình trạng khó tiêu này. Khi mà chúng ta kết hợp với một dòng sản phẩm sữa vừa có lợi khuẩn hỗ trợ tiêu hóa, vừa kết hợp với đạm A2 thì chắc chắn là bé sẽ có một hệ tiêu hóa tốt. Và trong cái giai đoạn sơ sinh, khi mà chúng ta chăm cho con một cái hệ tiêu hóa khỏe ngay từ ban đầu thì chúng ta sẽ rất là nhàn về giai đoạn về sau đấy ạ. Nên khi chúng ta chăm sóc cho con trong những giai đoạn đầu, chúng ta nên đầu tư cho con với những cái sản phẩm xịn sò như Aptamil Aten nhá. Rồi, đến với ưu điểm thứ hai của dòng sản phẩm này, đó chính là về tăng đề kháng. Thì khi mà Mẹ Bếp Thì Thảo đọc
về cái dòng sản phẩm sữa Aptamil. SE này thì cái đề kháng của nó được bổ sung thêm dưỡng chất, đó chính là HMO. HMO cũng là cái dưỡng chất được tìm thấy trong sữa mẹ và hỗ trợ giúp cho bé tăng đề kháng. Nó sẽ nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong cái đường ruột của con, tăng đề kháng đường ruột và tăng hệ miễn dịch cho con. Bên cạnh đấy thì nó có công thức là symbiotic, thì cái công thức symbiotic này nó cũng sẽ hỗ trợ cho bé hệ miễn dịch rất tốt. Đấy là cái điểm yêu của sữa Aptamil SE này. Đến với một điểm yêu thứ ba của dòng sản phẩm này nữa, điểm yêu thứ tư, đó chính là về phát triển trí não. Thì chúng ta sẽ thấy được cái hàm lượng DHA ở trong sữa, hàm lượng DHA khá cao, 24mg trong 100ml sữa. Omega 3 cũng là hàm lượng để hỗ trợ phát triển trí não là 112mg trên 100ml sữa. Và ngoài cái việc DHA thì trong dòng sản phẩm sữa này còn được bổ sung thêm dưỡng chất là EPA này, dưỡng chất ALA này. Đây là những cái tiền tố để hấp thụ DHA. Khi mà chúng ta dùng sữa thì chúng ta cũng nên chọn những cái sữa mà nó có kết hợp những cái tiền tố để cái việc hấp thụ DHA của con được tốt nhất. Và đối với một dòng sản phẩm sữa hữu cơ mà cái hàm lượng DHA cao như thế này thì chúng ta sẽ yên tâm là bé hấp thụ được vào trong trí não của con để tăng chỉ số IQ cũng như là về phát triển võng mạc mắt, bởi vì DHA nó cũng nằm ở trong võng mạc mắt của bé rất nhiều. Đấy, để cho bé mắt sáng tinh anh. Thì một cái điểm ưu được kể tới của lon sữa Aptamil SE này nữa, đó chính là điểm ưu thứ 5, giúp cho bé yêu bắt kịp bảng chuẩn cân nặng về chiều cao và cân nặng của bé theo chuẩn WHO. Thì khi mà chúng ta đọc về để phát triển về cân nặng này, về chiều cao thì chúng ta sẽ quan tâm về protein, tức là chất đạm, và fat là chất béo. Protein ở trong sữa là 2.3g và protein ở trong sữa là chất đạm, nó là đạm A2, nên bé chỉ việc hấp thụ không lo tình trạng dị ứng, khó tiêu, khó đầy hơi. Thì đối với sữa với hàm lượng đạm là 2.3g trên 100ml sữa, mà hàm lượng đạm khá cao. Bên cạnh đấy thì chất béo ở trong sữa là 304g. Đây cũng là hàm lượng chất béo rất là cao luôn. Và canxi ở trong sữa này, mình thấy được hàm lượng canxi là 130mg trên 100ml sữa. Hàm lượng canxi cũng là hàm lượng cao. Phospho ở trong sữa là 88mg. Phospho là một cái chất dẫn để hấp thụ trong việc là hấp thụ canxi. Thì đối với những cái thông số mà mẹ bé thì Thảo vừa đọc thì chúng ta đã thấy được rằng cái hàm lượng dinh dưỡng từ chất đạm, chất béo, từ canxi ở trong sữa nó hỗ trợ để giúp cho bé bắt kịp với cân nặng và chiều cao rất tốt luôn.